Thời gian qua, huyện Sa Thầy tích cực tuyên truyền vận động hỗ trợ người dân trên địa bàn tập trung phát triển một số loại cây trồng có giá trị kinh tế, trong đó có cây dược liệu, qua đó góp phần giúp người dân nâng cao thu nhập từng bước giảm nghèo bền vững. Đến nay, trên địa bàn huyện Sa Thầy có trên 435 hecta cây dược liệu, đạt trên 103% kế hoạch, trong đó trồng mới gần 120 hecta chủ yếu là nghệ vàng, gừng, đinh lăng, xả, sa nhân tím, và một số dược liệu khác, tập trung tại một số xã như Sa Bình, Hơ Mon, Sa Nhân, Mô Rai. Hiện một số sản phẩm từ dược liệu được bán ra thị trường, qua đó góp phần tăng thu nhập, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Để thúc đẩy đầu tư phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn, huyện Sa Thầy tăng cường vận động hướng dẫn nhân dân, chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết khác để thực hiện chỉ tiêu trong dược liệu bên cạnh đó huyện khuyến khích hộ dân thông qua hợp tác xã doanh nghiệp cùng phát triển dược liệu theo chuỗi giá trị liên kết bền vững thúc đẩy hoạt động thương mại tìm kiếm thị trường tiềm năng cho sản phẩm đầu ra của cây dược liệu